Canh mình mới hầm ra chút. Ồ, 10 tiếng rồi này. Tô này là tô thập cẩm nha các bạn, có giá là 55.000 để ăn thịt và topping luôn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn ơi, hiện tại thì mình đang ở trên đường Đống Đa các bạn ạ. Địa chỉ chính xác là số 49 đường Đống Đa của thành phố Rạch Giá, Kiên Giang nha các bạn. Đây là đường Đống Đa này, và cắt ngang phía ngoài kia là đường Nguyễn Trung Trực nha các bạn. Và hôm nay khi đến đây thì mình muốn giới thiệu cho các bạn một quán phở. Cái món nó phở gân bò cực kỳ hấp dẫn và ngon luôn. Các bạn thấy không? Thấy cái đống gần không? Đấy. Đấy. Trời ơi. Cái này gân mình mới hầm ra chút. Ồ, 10 tiếng rồi đấy. 10 tiếng rồi ha. 10 tiếng rồi. Tuyệt vời. Cái này mình lúc trước mình có vào tìm hiểu với chú chút xíu thì mình được biết là chú bán một ngày cả 100kg gân như thế này nha các bạn. Mà bán từ 7 giờ cho tới bán từ 6 giờ sáng cho tới 7 giờ tối mà hết 100kg gân như vậy đó các bạn ạ. Tính bây giờ nên hai loại gì đó. Nhiều quá ha. Lâu lắm rồi cô nhỉ. Cô chú lớn tuổi này chắc là bán cũng lâu rồi, 20 năm rồi ha. Một cái tô thập cẩm nó có những cái gì á cô? Đủ thứ. Sườn này, rồi gân này, dục này. Đây là cô đang làm một tô đặc biệt đúng không? Tô đặc biệt đúng rồi. Là 55.000. 55.000. Dạ. Rồi các bạn nhìn thấy là thịt nó được cô xếp kín lên phía trên luôn các bạn ạ. Rồi hành. Ngon. Trời ơi, một tô. Trời ơi, lần đầu tiên mà có thấy một tô phở 55.000 mà chất lượng như thế này á. Dạ. Nếu cậu còn biết cái này nó trứng không đây nè. Trứng nè. Có món không? Dạ. Ở đây có món với gân hả cô ha? Là món mà ngon rồi. Cái dạ. Món này là nhất để hành. Rồi, tô này bình thường. Dạ, tô này là 45. Cô ơi, cái gân này là người ta mà mua lẻ là mình bán giá là sao hả cô? Cái gân này này. Cái gân này sắp rồi thì cái này là 350. 350. Ừ, còn cái này á bỏ cái cục xương này ra. Dạ. Lấy con khúc chân này không là 250. 250, tức là không tính xương. Ở đây là cô có bán lẩu luôn hả cô? Bán lẩu á. Bán lẩu là một cái lẩu nhiêu tiền cô? Cái lẩu từ 200 lên. 200 lên tức là có một cái 200 và một cái 250. 250 300. 300 luôn. 500 luôn. Rau, nước đầy đủ, còn mua cái này là mình mua nước riêng. Tức là bây giờ là mình mà mua xương này là sẽ có kèm nước là tích tiền riêng. Ừ, đúng rồi. Nước tích tiền như thế nào vậy cô? Mua một nước cũng nhiều, một này. Tức là ngoài bán phở ra thì cô còn bán cả lẩu và nước với lại gân riêng mang về. Ở đây các bạn này, ở đây là cô có bán lẩu và 200 ngàn nhá. Rồi cô có bán lẩu 300 ngàn, 200 ngàn và cả 500 ngàn luôn. Các bạn mua thì có thể là cân ký được bao nhiêu thì cô sẽ bán bấy nhiêu. Nếu mà bán các bạn mua bán một viên ký luôn. Dạ. 190.000 một ký. Ừ. Tức là ở đây thì cô có cung cấp thêm là bò viên nha các bạn. Bán với giá là 190.000 một ký.
thì bạn nào thích thì có thể là ghé vào mua nhé. À, rồi các bạn ơi, như vậy đây là hai cái phần mà mình mới gọi ra này các bạn. Rồi các bạn đã nhìn cái tô này các bạn. Mình phải nói là đây là một cái tô phở bò mà chất lượng nhất từ trước giờ mình từng được ăn. À, tô này là tô thập cẩm nha các bạn, có giá là 55.000. Đấy, đầy áp thịt và topping luôn. Và đây là một cái tô bình thường có giá là 45.000, là tô phở gân. Này, tô 45.000 cái cục gân này, đây là cái móng. Các bạn thấy không? Nguyên cái sụn bò, móng bò. Rồi các bạn thấy không? Hấp dẫn chưa? Ấy, ồ nó rớt. Cục này hơi nặng, rớt luôn. Đấy, có gần, có nạm, có tái, có bò viên, có phở. Rất hấp dẫn. Còn tô này 55.000, hơn 10.000 các bạn này. À, trong những clip trước mình có giới thiệu về một số món lẩu ở An Giang á. Thì hôm đó mình có giới thiệu cái lẩu bò xí phách cũng khá là rẻ. Có giá 140-160 mà cái nồi lẩu bò xí phách rất là ngon. Vì bò đó là cái nôi của người ta làm lò mổ á, cho nên là giá nó cũng rẻ. Ở đây thì chú cũng xuống tận nơi chú lấy được, cho nên là giá cũng khá là rẻ các bạn ạ. Đây, một tô thập cẩm của nó sẽ có một cục gân bò này. Được chưa? Rồi cái này là nạm bò này. Rồi cái này là bò tái này. Rồi gân bò riêng này ha. Rồi là có thêm cả bò viên, hành và phở bò phía dưới. Đấy, mình nghĩ là ăn hết cái topping là no rồi. Ăn kèm của nó thì có một dĩa giá và rau nhé các bạn. Rau ăn kèm, rau thơm, rau húng, rau quế, chanh ớt. Đấy. Ngoài ra thì ở đây mình còn thấy là có thêm cả cái món tỏi này các bạn. Mình rất là thích ăn cái món tỏi này. Lấy một cái đũa mới để gắp cho nó sạch. Đây là món tỏi muối. Cái này các bạn để ý nha. Ở đây cố muối rất là hay nha. Cái tỏi nó bị trắng mà nó không có xanh. Trắng mà rất là thơm mà không có bị xanh tỏi nha. Như vậy là đạt rồi đó. Nói chung là nhìn cái tô phở bò thôi là thấy no rồi các bạn ạ. Quá chất lượng luôn. Thật sự là mình nghĩ là thật sự lần đầu tiên mình đi kiếm được một quán phở bò mà nó chất lượng như vậy. Đây thì ăn thì mình có thể cho thêm một ít tương ớt và tương đen lộn lại với nhau, cho thêm vài lát ớt nữa để tạo một cái chén nước chấm. Đấy, nước chấm mình quá đủ rồi. Cái nước cũng có vị ngọt thanh và rất thơm. Ồ, mình nghe có mùi thơm, mùi quế ở trong này các bạn ạ, thơm lắm. Gân bò các bạn. Thật sự là cái gân nó rất là mềm các bạn. Chú bảo là gân này hầm được 10 tiếng rồi. 10 tiếng rồi cho nên là gân nó rất là mềm. Mềm lắm. Ăn củ gân đã quá. Xin phép các bạn bốc tay nha. Này miếng này nó hơi to. Cái này chắc phải cầm cả củ này rồi chấm mà gặm các bạn ạ. Thịt bò rất là mềm mà. Bạn thấy không? Nằm rất là kỹ, là thịt bò rất là mềm. Ồ, nó hơi ấy chút xíu. Đây là cái xương sạch các bạn ạ. Các bạn này, cục gân này, cục xương gân. Cái gân đó các bạn, cái gân cô nằm rất là kỳ á, nó rất là mềm, ăn được hết luôn. Cái thịt cô nằm rất là kỳ, rất là mềm, cái gân cũng rất là mềm, nó giòn sần sật á. Lúc này cả vừa ăn vừa nhai mình không tiện nói. Các bạn thấy không, cắn đứt cái gân luôn. Ở đây thì cái phần chả viên này các bạn, đây là cô làm tại nhà luôn nè, cô chú làm tại nhà luôn.
Cái này là bò viên này cô có bán riêng các bạn. Bò không các bạn ạ. Bùi bò rất là thơm. Còn bò viên rất là dai và rất là ngọt. Béo béo, dai dai, ngọt ngọt. Có một ít tiêu trong này mình ăn mình thấy có vị cay cay nhẹ, nó rất là ngon. Thật sự là cái món phở bò ở đây chất lượng lắm, cực vô cùng chất lượng luôn. Đây là phở. Ăn hết cái phần tô bình phía trên là muốn no rồi các bạn ạ. Đây là cái miếng nạm. Nạm cũng được hầm rất là mềm đó các bạn. Nói chung là một tô phở như vậy mình thấy nó quá là chất lượng. Ở đây á, cái nước á, ninh á, là hình như là chú lấy cái nước mà ninh bò á, chú làm cái nước dùng luôn á, cho nên rất là ngọt, rất là thơm nước mà rất là ngọt nước. Mềm lắm. Nãy vừa ăn hết gần 10 phút rồi mà vẫn chưa hết topping các bạn ạ. Topping quá nhiều luôn. Các bạn có thể thêm một ít rau vào nha. Tùy nha, các bạn có thể ăn rau trộn hoặc rau còn tươi cũng được nha. Nhưng mà đối với rau thơm thì các bạn nên ăn rau tươi cho nó sẽ ngon hơn. Gần no rồi các bạn ạ. À rồi nha các bạn, nói chung là mình đã ăn phở bò ở đây. Một tô phở bò gọi là quá là chất lượng luôn. Nói chung là cái điểm thích nhất của mình ở đây là cái nước dùng. Cái nước dùng ở đây cô ninh bằng lấy bằng cái nước gọi là nước ninh xương á, cho nên rất là nhiều xương bò mà. Một ngày mà cả 100 kg xương bò như vậy thì dư sức để làm nước dùng này. Nước dùng của cô rất là ngọt. Và cái đặc biệt là mình ăn mình ăn nó quá. Cái điều đặc biệt là mình ăn là mình còn không còn thấy cái mùi hôi của bò nha. Bò rất là thơm. Mọi thứ từ gân bò cho tới nạm bò được cô ninh tới 10 hơn 10 tiếng. Nó rất là mềm này, mềm rục và ăn nó giòn sạch đạn lắm các bạn ạ. À, về giá cả thì một tô như vậy là 55 ngàn. À, có hai phần thì một phần là 45 và một phần 55 ngàn. Mình thấy nó rất là tuyệt vời. À, cái giá nó rất là bình dân luôn các bạn ạ. À, nếu mà các bạn đến đây thì mình nghĩ là các bạn nên ăn cái tô mà gọi thập cẩm á. Cái tô thập cẩm thì nó sẽ đầy đủ hơn. Nó sẽ các bạn nói chung ăn xong cái tô đó là mình nghĩ là các bạn sẽ nhớ đợi luôn đấy. À, rồi nhớ các bạn, nếu mà các bạn xem video này mà thấy thích món này á, thì có một dịp nào đó đi ngang qua khu vực này á, thì các bạn có thể ghé vào mua một phần ăn thử nha. Mình nghĩ là nó sẽ không khiến các bạn thất vọng đâu. Về cái phần địa chỉ á, thì mình có nhắc ở phần đầu clip rồi và mình sẽ ghi thêm cái địa chỉ vào cái phần mô tả của video và ghi một phần bình luận luôn, các bạn có thể vào đó xem thêm nhé. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé. Bye bye. Thank you.